Ôi không Nghe không không. ơi, Hả hả? nghe ơi, tụt xà lón, tụt xà lón, tụt xà lón. Ok, cục xà lõn, cục xà Rồi, rồi, vậy vậy là xong rồi đó. ta đang cục xà lõn, ta đang cục xà lõn. Ừ, hai hai bay tụt xà lón rồi ngồi chung với nhau rồi làm gì với nhau? Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Mình là Bảo Mập. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay các game này sẽ quay trở lại với Flee the Facility. Đấy, game này là game chạy dí chạy súp quần nha mọi người. Súp luôn chứ còn lại gì nịt thôi đó. Chỉ còn cái nịt. À, còn cái nịt. Cái nịt. Còn Chỉ là còn còn cái nói nịt lộn là thôi gì đúng nịt, mà thật ra đúng là còn cái nịt đấy. Không? Ồ, bảo bạp được làm. Vãi chè đậu. Ngon Thật lành ra mỗi lần ta bảo. làm beat dễ quá, đây là game dễ các bạn à. Dễ thật. À ý ý ý mày nói là mày mày là con quái vật dễ chịu á hả? Ừ, biết dở, biết dở, dễ thoát lắm. Dở Hên rồi không hả? xui, hên xui, ai mà biết được. Mở ra Ủa rồi sao góc về góc hai nhìn góc một vậy kia. ta? Thì đúng rồi, biết biết là góc nhìn một mà sao biết biết góc nhìn hai, góc nhìn ba, ai chơi lại với nó? Đúng rồi, chấp nhận số phận đi ba ơi. Ui ui ui, gì vậy, mới gì mới đây thấy thằng bả mập là sao? Tao thấy rồi, tao thấy đỏ ché luôn rồi. Mệt Ừ. quá. Tao, Tao, mình tao, chắc. tao, Tao đang tao. núp mà không biết nó có thấy tao không nữa đó. Ê bảo mập, mày có thấy tao không bảo mập? Tao Có thấy nó đang thằng qua, nó đang đang trừ bỏ hai máy. Ê lộn hai luống. qua. Bà bì, mày đừng mày đừng có làm Ôi tao hết hồn bà bì. ôi. Hát 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 nhanh 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 nhanh. Đâu, tao chạy ra ngoài rồi, tao chạy ra ngoài rồi. Ừ biết rồi, hát chung nè. Ủa? Nó Ui ké ui đúng ui e đúng ui ta, ui. lâu quá à. Nấp vô bà mi. À nó chỉ biết cái đậu mà bà quỷ bà mi. Mày thiệt tình luôn á, mày tao đang làm ngon lành chứ mày lỡ làng quá nè. Lại nè, nó lò đi bắt người rồi, nó không biết đâu. À thôi, tao rút lại lời nói. Thôi. Ê, cái con lừa. Lừa. Ô thế nào có luôn. Trời ơi, kia của tao. Được tự. Ui, tao không có đập tao luôn rồi. Toàn nằm kín lên là toàn người. Ủa, ê, nhát đâu ta. Nó quên cách chơi rồi, Bobby. Nó quên cách chơi rồi. Trận này easy. Em ơi, chạy đi em Cầm ơi. lấy cái cuốn xong cái là tao dắt đi tiếp. Tao rồi, đập tao tao bắt đầu bấm e không ăn thôi. Nghe đồn ra mày chết rồi phải không ra? Chúa. Thôi, tao đi khỏi cái nơi xô bồ này đây. Chạy đi ba, chạy đi ba mấy, chạy đi, chạy quá. đi. Chạy 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 chạy. Tao giống đang chạy không? Nhìn mặt tao giống đang chạy không? Tao Tao biết thấy mày gì đó. đang tao thấy mày đang lướt như hồn ma đó ba. Mày tao Nó phải đang ăn được trường. ai, chị đi chị nhà cho tao nghe không vậy? Ai biết đâu. Nó đang trường chứ đang chạy gì? Còn bé này núp góc lắc mới ghê. Góc lắc nó vẫn Có đánh góc được lắc mà. nữa. Có góc lắc Ê, nữa. nó lên kìa, mấy chạy 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 chạy. Tao thấy mà. Ủa mấy này luồn lẻ ta? À, luồn đây. Trời ơi, ở đây nó có cái chuồng. Ở đây nó có cái chuồng. Trời Rồi, quá. thôi 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 thôi. Tạm thời đi hắt cái máy khác đi. Rồi rồi rồi, tao thấy rồi, tao thấy rồi. Tao thấy Phan đang hắt cái máy này rồi. Chừng là thấy mày bây giờ chứ đó mà tao thấy rồi. Thì mày cứ lo mày chạy đi. Đừng để nó đập là được rồi. Đây ta. Trời ơi. Có người hát ai kìa. Biết Sai. rồi. Cười cười bà bà bơi, cười cười bà bà bơi, cười cười bà bà bơi. Chi đâu còn có đó bà bà bơi. Cười cười. Thôi mấy cái này là thiệt tình quá. Mấy người đứng Bà đó là mi. dữ quá. Cứu tao bà Ghê mi. rồi. Mày bị cắp full Đồ. rồi. Bị cắp, cắp full rồi. Cứu. Cửa lại, tao đóng cửa lại. Bà mi. Tao đóng cửa lại, é. Cứu. Bà mi. Cuối gì thằng này ba ơi, trời ơi, thì tình lúa tao đang ở xa lắm. Chạy. Chạy nhà đi vô đi. Ở xa hả? Làm như quen, lạ lạ cho lắm, quen cho lắm rồi bộ ơi. Trời ơi, cho nằm Rồi. banh càng này các bạn, trời đất ơi. Má vũ đích nữa chứ. Chạp cái.
Ủa sao trái không được ta, bị lắc như vậy? Lắc rồi. Cái sàn luôn rồi. Chào bạn. Sợ thật sự. Đứng lên nói chuyện, chúng ta nói chuyện với nhau bạn. Mày chạy được chưa? Ủa sao đánh rồi mà vẫn chạy được ta? Ngồi nhỉnh vậy. Đánh học quá ba. Đúng rồi. Hay quá. Ê ba mi, con sao con thấy mày giống như mày đang lướt nhưng mà ha ba mi. Không, mày bớt nhau đi ba. Luôn nè, chứ đừng nói ba mi. sợ vãi đạn. Cay quá ta. Ê ba mi chạy ba mi ơi chạy. Đuôi này thấy này cái đuôi vậy, thấy đuôi đó. Thấy cái đuôi mới xài. À, chết phạt, chết. Ê, ê Mập, mày làm gì vậy Mập? Mày cứ làm gì tao? Nó chạy nhanh kìa. Đột em. Ủa vậy nó đập ai vậy? Thôi vô hát tiếp đi, mày vô hát tiếp, con nhỏ dưới nó xuống nó hốt luôn rồi. Vô hát tiếp đi. Đóng cửa lại. Rồi. Nó không biết chỗ này đâu. Bắt được ta, à bắt được rồi. Ê, nó bắt được luôn rồi kìa. Từ từ, nó bỏ vô thùng. Cứu fan. Từ bỏ vô thùng mới tính tiếp. Ê! Chết ba rồi. Lo nhiều chuyện. Sống không, tao cũng lo nhiều chuyện. Hai lần lo nhiều chuyện giống nhau luôn vãi rồi. Nói nhiều chuyện ai người đó làm đi. Đang hắc mà lo cứu fan gì nào, nó nhốt mày tính gì tính. Ồ, mém lỗi nữa đó. Yeah. Rồi, hay quá, còn một máy nữa. Nó chưa bắt được đâu. Còn một máy ở trong cái chỗ hồi nãy á ba mi. Nhớ không? Tao biết nó đang ở đâu rồi. Nó đang ở đâu vậy? Đang rình mày á. Sao nó biết đầu mới rình tao ba? Giỡn hoài. Mỗi lần tao im miên là tao tác nghiệp đó. À vậy á hả? Tao biết mày đang ở đâu mà sao mày núp cả được, đùa hoài. À, chỗ này hắc rồi à? Ủa vậy còn chỗ nào chưa hắc hả? Kiếm đi. Tao đang kiếm mà chưa thấy. Mấy thằng này tầng lừa. Ủa? Ủa? Sao lại gặp nữa ba? Đi họ về La Mã ngộ. Cái tên chứ. Chết súp là sao? Cái gì vậy? Cái vậy? Bảo Mập nó quên cách chơi rồi. Quên chơi bấm E để trap rồi mà. Bậy rồi. Phải hả? Bậy rồi, đúng rồi, bậy lắm luôn á. Mày phải tích chuột mới đúng chứ. Ơ chết cha. Mày nữa, mày bậy nữa rồi. Ờ bậy thiệt chứ. Cớ sao mà lại bậy theo nó vậy? Tại vì có chỉ đó chị chạy. Hình như còn em fan trai đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đang bị đập. À không sao, trốn được rồi. Trời em ơi, em còn vũ nó lên đây chi nữa em ơi. Còn một máy đâu ta? Trời ơi, cái máy lượng dữ vậy em. Ê, tao chưa thấy một máy luôn á. Chết rồi, cái máy còn lại nó núp ở đâu vậy? Khổ sở bạn đó thôi. Ba Mập mày giấu ở đâu ba Mập? Một máy nữa, sao tao không thấy ta? Mày đang mò phải không? Có lẽ nó phải làm dư máy cho mình chứ ta. Ừ đúng rồi. Đúng số máy là chết người ta rồi. Còn khỏi dư. Ôi không. Hả? Kia ơi. Hả? Tụt xà lón. À ok, cột xà lón. Thôi, vậy là xong rồi đó. Ta đang cột xà lón. Hai mày tụt xà lón rồi ngồi chung với nhau rồi làm gì với nhau? Mày tụt xà lón là làm gì làm kiếm tiếp. À quên, không được vậy. Thông minh mày. Phải đồng minh chứ ba, đùa hoài. Mấy hai người làm nha. Ok. Khúc này không nhiều chuyện nè, khúc này nhiều chuyện cái là lỗ bí mật liền. Khúc này nhiều chuyện cái là ăn một cục luôn á chứ. Chạy không kịp đâu. E nè, đó. Bảo Mập tan chắc luôn, khỏi sống. Thôi nào, đừng gáy nào. À dạ, gáy, ok. Gáy. Hồi nãy không để tạo điều kiện cho sinh sống là có cái sinh nhai là teo rồi. Cảm ơn anh Mập. Thôi nó cảm ơn kìa Mập. À, thứ gì mất nết dễ sợ luôn. Ra nè, ba mí. Còn một người nữa, còn phải anh nữa. Nó gà kìa. Đâu, nó chưa ra mà. Chết rồi! Đi lụm. Con thằng. Trời ơi. Ê, bà chưa có thoát được, bà ơi. Con chưa có thoát được. Ủa, vậy luôn hả? Vậy sao chơi?
Trời ơi, tôi luôn em. Sau ngày chơi lại game này vẫn mắc cười như thường. Trời ơi. Rồi, ủa, bạn này nữa. Mình nên nghĩ là mình thiết nghĩ là không nên để tạo điều kiện cho kia nó làm có cái giật quay gì đó. Appending hôm này đi cho nó sáng, cái này đi cho nó sáng. Cái map đầu nè cho nó sáng. Map đời đầu là coi win chắc luôn á. Map đi đi những kia nó làm nó thuộc map nó ác lắm. Map đời đầu có thuộc. Thuộc luôn, bỏ đi. Bảo bà nó cũng chọn bên kia luôn kìa. Rồi 22 rồi để coi 22 nha. 22 rồi nha. Vô, rồi. Survivor. Mày thấy chưa? Mày thấy tao nói đúng hay sai? Cái map này mà nó làm nữa nó đi thui lắm. Ủa map nào vậy? Map nào vậy? Map gốc hả? Ủa đang nó tức ghê. Đây sẽ là thử thách khó khăn của chúng ta. Ủa map này map cũ à map cũ đúng rồi. Mày hãy nhớ những cái gì mà nãy bỏ mặt phải làm với mày nha kia. À ok. Mày ok giờ tầm này ba. Tao thấy rồi, tao thấy một em rồi. Một em đã xuất hiện. Lên dĩa cho cưng, lộn lên dĩa cho anh. Trời ơi, cái map này hóa hiện luôn từ lúc mà ra facility tới giờ kia nó luyện trời, nó luyện tới rồi. Lao quá, làm gì có luyện cái map này được ba. Bất cộng lao đi. Ồ, nó thuộc map luôn các bạn, ghê lắm. Làm sao mà thuộc được, đù quay. Ôi, trời đã mưa rồi, đừng làm chuyện ác nữa kia. Yeah, một đứa đã bị bắt. Ồ, đó, vậy không hỏi sao. Làm gì hơi ai đổ mày ba, mày chơi gì kỳ vậy? Trời ơi, tao bắt xong rồi đi chỗ khác chứ tao có đứng chỗ đó đâu. Xong rồi cười mới quay lại. Ôi, mới nghe cái tiếng gì đó. Mới nghe cái tiếng gì đó. Thôi đâu rồi. Anh biết phải bịt tai lại chứ. Tao đâu có nghe tiếng viêm đập đâu ba, tao đâu phải người bay đâu. Sao vậy? Cậu sao vậy kia? Ủa? Sao trên này không có ai vậy? Ôi không ai đi cứu fan luôn à? Ơ đồ. Trời ơi hết hồn. Không ai đi cứu fan luôn. Ôi, trời thằng nhỏ. Ủa, chơi đóng cửa ba. Đóng cửa đâu rồi? Rồi, H7 nè. H7 nè. Con cứu ba chưa vậy? Không ai rảnh cứu hết ba ơi. Trời ơi, ông nội kia, cái ông, cái thằng kia rồi, xong. Rồi thế mà, không cứu ba chưa cứu tao. Thì em mới đã về miền cực lạc. Không cứu ba chưa cứu tao với. Ủa, đường này đừng cút. Cái mẹ rồi. Chuẩn bị chạy bơi. Nè trời, chạy đi. Đừng có mày chạy đi. Chạy đi. Đứng ngang vậy luôn. Ê, lại vô. Chị cô á, giờ chạy trong lòng như con hamster nè. Ê, cứu cái ơi. Đâu rồi? A. Ơi, hay vậy cưng. Hay vậy cưng, hay vậy? Chạy, trời ơi, đánh hụt. Sao mày ác vậy? Ủa, nấp đâu rồi? Chết rồi. Ui. Vami nè. Ủa, Vami đâu rồi, Vami? Ủa? Chạy đâu hết rồi? Mới thấy đây mà. Trời ơi, rung bà có luôn. Sao xạo, tán cái bị tán xéo hám vậy. Trời ơi, nó đùng xa lè cái bên làm hút con hồ. Hư, một em. Rồi xong. Lại bắt thêm được một em nữa. Thấy chưa, nãy kêu chọn map kia đi, không chịu. Đi vòng vòng nhảy cả tinh rồi tinh. Giờ bị bắt đúng rồi chứ còn gì nữa. Thấy chưa. Đổ tay ai. Ngộ ai nữa. Lại không chịu. Hai con bay chọn đúng bên kia rồi còn muốn gì nữa. Ủa, cứu nhanh vậy. Ủa, cứu chưa? À không, do đứng gần. Ồ, hết hồn. Thứ hà. Ủa, không có ai hết. Đâu rồi? Chạy máy chứ ai chơi đứng đó hoài. Ủa, thì đúng rồi, nhưng mà cứu fan kìa. Ủa, cứu rồi hả? Đúng rồi, cứu xong rồi. Cứu nhanh vậy. Cuộc sống khó khăn lắm bạn ơi. Ồ. Ông nội thì ông núp trong tủ mà cánh ông bự quá. Ý da em ơi. Tao lạy luôn á, ổng cái cánh của ổng lồi ra hai bên tao thấy luôn mà. Ủa đâu rồi? À, bảo mập hắt sai à. Ý da, đâu phải tao. Bảo mập hắt sai à. Ủa đâu rồi, Ba Mi đâu? Cái ơi, trời ơi. Trời ơi, nó đóng cửa kịp thời. Cái thứ gì vậy?
Ngộ quá à. Không tao đóng cửa, không cho tao đóng cửa mày lạ. Rồi, chết bà mày. Trời ơi, đánh không được, bực quá đi. Bác xã hả? Lũ đang xin lỗi em nha, nãy giờ không thấy, tưởng là em chạy được rồi, trời mới cứu em xong. Ui, sao mà chạy nhanh vậy? Ủa, nghề của họ không cho họ chạy nhanh, chết bà như mấy cục. Ủa, Phạm My, mày đâu rồi? Ủa? Ở chị Hoàng là chi vậy? Trời ơi! Cứu em ơi! Anh ơi, em ơi mà! Vô chuồng cho tôi! Vô chuồng đó cho tôi! Trời ơi, cứu mì! Bảo bập đâu? Mì đâu làm lỗi làm gì đâu mà bắt mì vậy, bà ơi! Con ơi, đang thấy mày điên, tao hắt máy cái coi! Và mì nó sắp chết rồi kìa. Chết tao được mà chết. Trời, máu rụt nhanh vậy ba. Ừ, máu rụt nhanh lắm. Em trai ơi, em hãy nhớ đến những khoảnh khắc nào đó. Sao em trai không cứu anh vậy? Ủa, nó chạy đâu rồi? Ủa. Trời đất ơi, mới thấy đây mà. Ái, trời ơi, thằng quỷ bỏ mặt. Thủ phộng. Hay lắm thằng trai. Hay cái gì? Cái này có gì đâu mà hay. Cuộc sống này luôn cần những phép màu như vậy. Ú là la. Trời ơi, nó đâu có chui ra vậy? Bảo ơi, cuộc sống đừng phép màu như hồi nãy Bảo ơi. Được mày ơi, khó lắm mày ơi. Gà là còn ít tao lắm gà, mình nương tay nhau đi nha. Ta nương tay hết mất mày rồi. Mày đi cái mặt tao nát, sao ba tao mới chải hai mái mà kéo mặt tao đi. Ủa, lộn đường rồi. Ủa, chạy hả? Chạy. Đó là cười ghê. Cứu gì tầm này? Cứu mình bạn ơi. Cứu gì tầm này? Chạy. Trời ơi. Chết. Chết rồi hả? Chết chưa? Này là em gì ơi. Trời ơi. Ra nè. Ủa nó đâu rồi? Trời ơi. Ẩu ghê á. Ẩu không? Đúng ẩu luôn hả? Ừ, đúng ẩu luôn á. Ẩu quá. Ủa? Đi đâu đây? Chết. Tao mày ở đây nhau là chết thiệt rồi. Ai mày vô trong đó mày biết đường đi không vậy? Mày vô trong đó mày biết đường đi không? Ủa đâu rồi? Trời. Vô này bị lú lắm mà. Trời ơi. Tao nói thuộc đường ghê mày. Bụp. Máu gút ghê lắm mày ơi. Gút đúng tên lửa luôn á. Chết tao rồi. Tao nói nãy chưa? Hai đứa đã bị bắt. Trời ơi. Ừ. Rồi xong một em. Ủa, Ba My mày chạy đâu rồi? Ủa, Ba My mày chạy đâu nhanh vậy? Bây giờ nó mà hát sai thì mình mới biết nó ở đâu được. Đau đầu. Đau cái đầu. Tao biết mày. Ủa, mày chạy nhanh vậy? Mày có vui đúng không? Trời ơi, giờ này Bảo nó đang có túi hạ đập 34 luôn. Sao nó thấy được tao không biết thiệt tình. Anh ấy đang nấp. Đóng cái cửa nè. Đóng cái cửa nè. Bà 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 bà
máu đứng ra đi. Bảo Mập ơi, vô mà Mập ơi. Trời hả Bảo Mập? Không trốn được rồi bồ ơi. Cái map này mà tại sao lại chơi cái map này? Cùng chia đôi, lên luôn rồi. Bum. Yeah. Hay luôn. Cày da man. Tự nhiên cái đi ngang qua, cái thấy Bambi đi ngang qua coi như một vị thần. Tao thấy mày rồi nhưng mà tao đang kiếm chỗ nó núp. Trời ơi. Cày. Nói vậy. Rồi ok, dừng clip luôn. Em mà mốt coi clip này á, có John Chung nhớ lời anh dặn nha. Nhớ cái lời anh dặn nha, nhớ đừng có chọn cái map đó.
nói rồi không nghe nhẽ tưng tưng không à, giận như sợ à. Rồi ok các bạn thì ba đứa mình sẽ dùng video này ha. Thì các bạn thích video này nhớ để lại cho ba đứa mình một like, một share và nhớ subscribe channel của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video mới nghe các bạn nhé. Bye bye mọi người, bye 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 bye.